Sanity Vlog xin chào các bạn. Rất là vui là hôm nay là cuối tuần, là buổi sáng thứ bảy, mình lại quay được lại là nói chuyện với các bạn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bữa ăn sáng của mình. Đây là một bữa ăn sáng rất là đơn giản, nhưng mà lâu lắm rồi mình không gặp các bạn, cho nên thì mình cũng làm một thước video clip để giới thiệu các bạn về bữa ăn sáng này. Thì bữa ăn sáng này là món ăn là bao gồm có bánh canh với đậu phụ và huyết heo. Thì đây là những cái món mà ướt, cho nên là bản thân mình rất là thích ăn. Thì để làm được cái món này thì chúng ta phải nấu một nồi nước lèo. Nồi nước lèo này bao gồm có huyết heo cho vào này, rồi đậu phụ chúng ta sắc nhỏ ra cho vào này. Thì trong quá trình nấu thì chúng ta cho thêm một tí tép vào nữa. Thì Khang đây TV Vlog là nấu đơn giản như vậy thì cũng được một cái nồi nước lèo rất là ngon các bạn ạ. Để các bạn quan sát này. Thì trước khi nấu nồi nước lèo này thì ta cũng phải phi hành, rồi cho thơm cho vào, rồi cho dầu vào, rồi phi nó thơm lên, rồi ta bỏ những cái kia vào, ta quay lên, rồi ta đổ nước vào, bỏ gia vị vào để được một nồi nước lèo rất là ngon. Sau khi mà chúng ta đã nấu xong một nồi nước lèo rồi thì chúng ta sẽ bày bánh canh vào, rồi chúng ta cho đậu phụ vào, chúng ta múc nước lèo vào. Đấy, các bạn thấy thì mình đã múc xong rồi. Thì trong quá trình ăn thì chúng ta có thể thêm hành lá vào cho nó thơm các bạn. Đấy, hành lá đấy. Thì nước chấm đợt này ấy, thì nhà mình pha là nước chấm chẩm chéo. Nước chấm chẩm chéo đấy các bạn. Nước chấm chẩm chéo này thì mình đặt mua của Sapa TV nhé các bạn. Sau đây là mình mời các bạn cùng ăn với mình. Thì chúng ta ăn thì chúng ta ăn với đũa và muỗng kết hợp với giấy ăn. Và thức uống của mình hôm nay là nước lọc có bỏ đá cho nên rất mát. Xin mời các bạn uống nước. Mát quá các bạn. Mời các bạn cùng với mọi người ăn sáng cùng với Khang DT Vlog nhé. Xin mời. Rất là ngon. Như vậy là cái vị của nó gần giống với cái vị bún riêu các bạn. Đấy, ta ăn với cái này thì ta có thể chấm với chẩm chéo. Thì trong cái một tuần làm việc thì mình làm việc từ thứ hai và đến thứ sáu. Trong quá trình làm việc từ 7 giờ mà đến 17 giờ. Buổi trưa thì về được ăn cơm trưa và nghỉ, thì không nên làm việc riêng. Vì quay video thì chủ yếu là Khang DT Vlog quay vào thứ bảy và chủ nhật. Để đi quay thì có thể là hỗ trợ cùng với mình đó là Caramel, đó chính là bà xã mình. Nhưng mà trên thực tế thì bà xã mình cũng chỉ được nghỉ chủ nhật thôi. Còn đối với công ty Đài Loan là họ cho công nhân đi làm cả thứ bảy nữa các bạn. Nên đối với đi quay video ấy, thì có hai người thì nó phối hợp nó nhịp nhàng hơn và thậm chí nó còn vui hơn. Làm video một mình nó buồn lắm các bạn. Xin mời các bạn, đây là bánh canh nhé các bạn. Bánh canh thì nó rất là ngon, chúng ta mua sẵn trước đi. Đúng không ạ? Cái sợi này nó to hơn sợi bún và nó rất là trơn, đúng không ạ? Ăn nó rất là mềm mà nó dễ trôi đi vào bao tử. Đúng rồi. Và đối với đậu phụ thì chúng ta thấy là ở ngoài chợ người ta bán hai loại, một loại đậu trắng và một loại đậu vàng. Đậu vàng này người ta chiên sẵn lên rồi. Và chúng ta biết là đậu phụ ấy, mà ăn nóng nó cũng rất là ngon. Bản thân đậu phụ này có thể ta ăn nóng thay cho ăn sáng cũng được luôn. Đấy, ta sẽ cắt ra. Ta sẽ chấm với chẩm chéo này. Đó. Xin mời các bạn.
Trong quá trình ăn thì bàn ăn của chúng ta phải lấy giấy. Nhà bếp của chúng ta phải có giấy ăn và đồng thời lại có cả những cái giấy mà giấy ẩm đấy để lau chùi nhà bếp cho nó sạch. Thì báo cáo các bạn là hôm nay là sáng thứ bảy. Thì đương nhiên là Khang DT Vlog được nghỉ rồi thì ngủ lướng, ngủ dài thêm một chút. Và đến bây giờ cũng hơi muộn rồi. Mới làm món ăn sáng để giới thiệu các bạn được. Bởi vì là làm việc phải có nghỉ ngơi mà. Dậy sớm thì cũng có làm gì đâu, cho nên là ngủ thêm tí nữa. Thì trong quá trình đó thì chúng ta ăn xong rồi thì chúng ta có thể chơi và chúng ta lại có thể là giúp gia đình những cái việc lặt vặt. Nhân những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật này. Nếu như mà chúng ta làm được ăn sáng ở nhà thì đó là chúng ta được ăn nóng, đúng không ạ? Chúng ta lại tiết kiệm được tiền, đó cũng là một cái điều rất là tốt các bạn. Thì hôm nay mình không đi ra ngoài mình review món ăn nữa, mà hôm nay mình làm đồ ăn sáng ở nhà. Xin mời các bạn. Thì cái gia vị cho vào là cái huyết heo. Huyết heo thì ở ngoài chợ người ta bán cũng rất là rẻ. Những cái loại huyết heo này ăn ít thì thấy ngon, ăn nhiều thì các bạn thấy là ăn không được nhiều cái loại này, nó dễ ngán lắm. Thì đối với ăn sáng thì Khang DT Vlog nhiều lúc cũng chọn là đậu phụ để ăn. Nhiều lúc vội vàng mà làm cứ làm hai hoặc ba miếng này là ok rồi, làm hai ba miếng này là chuẩn rồi. Xin mời. Thì các bạn biết là đậu phụ rồi, được làm từ đậu tương, mà đậu tương thì hàm lượng chất đạm rất là cao, mà chúng ta ăn nó thì quá là tốt. Cái giống đậu phụ ấy, thì nó rất là dễ ăn, khó ngán lắm. Mời các bạn. Chấm chấm chéo lắm. Ngon lắm các bạn. Thì hôm nay là bà xã mình đi làm sớm rồi, bữa ăn sáng không 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 thể sum họp được cả nhà. Thì qua cái này thì mình cũng tâm sự với các bạn để biết thêm mấy điều như vậy. Còn xoáy sâu về món ăn thì các bạn thấy là cái này làm cũng rất là đơn giản, gọi là một tô đơn giản nhưng mà hàm lượng chất dinh dưỡng vào cơ thể nó rất là cao. À, có đậu này, có bánh canh này, này có huyết này, và có một cái nồi nước dùng ngon như thế này. Nồi nước dùng là rất là bắt mắt, đúng không ạ? Ở trong đây chúng ta cho cả thép nữa nhé các bạn. Có hành lá cho vào, rau thơm cho vào, nó thơm ngon. Chúng ta thấy là tiết kiệm được rồi. Còn nếu mà chúng ta ra tiệm thì cứ 30k, 35k thôi. Thế thì ngày nào mà chúng ta cũng ăn ở tiệm thì chúng ta sẽ phải tốn nhiều tiền. Vậy thử hỏi là bạn có công nên việc xuống gì mà ngày nào bạn cũng ăn ngoài tiệm? Bạn có nhiều tiền không mà ngày nào bạn cũng ăn ngoài tiệm? Thế thì một cái chọn một cái phương án tốt nhất là nếu mà có thời gian thì ta nấu ở nhà ta ăn nhé các bạn.
khi nào bận rộn cũng có, hoặc là đơn người mà ta không nấu được ăn sáng thì ta sẽ ra ngoài ta ăn. Có một số người thì nói là tôi không biết nấu ăn. Thế chẳng lẽ lại mình lớn rồi mình không biết chiên trứng gà trứng vịt à? Chẳng lẽ những cái tô thức ăn bình thường mà mình không biết nấu hay sao? Nói như vậy là tôi mình nghĩ là có thể là nói dối, hoặc là cái tính hơi lười một chút chẳng hạn. Chứ nấu những cái món đơn giản thì mình có thể học hỏi người khác là bằng cách liếc mắt qua thì cũng biết rồi. Tại vì chúng ta mà lớn rồi thì những cái việc này nó rất là đơn giản, chúng ta chịu khó một chút nha các bạn. Chúng ta ra ngoài chúng ta ăn ngon, đúng là ăn ngon thật, nhưng cái phải xem cái hầu bao của chúng ta như thế nào, cái mức lương của mình như thế nào, hay là nương cú tí. Đúng không các bạn? Thế thì đối với ăn sáng thì chúng ta cũng không nên ăn no lắm. Chúng ta ăn chút chút là được rồi. Tại vì chúng ta lại có bữa trưa sắp đến rồi. Lý do chúng ta phải thường xuyên ăn sáng là chúng ta củng cố cái sức khỏe của mình. Ví dụ là một đêm ngủ thì cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta là nó đã tiêu tốn gần như hết. Sáng ra chúng ta phải lạp lại để chúng ta có cái gì đó để chúng ta lấy sức chúng ta làm việc. Và một số người mà yếu ấy, mà không ăn sáng là hay hạ đường huyết nguy hiểm, thì cho nên là phải ăn sáng. Mà ăn sáng rồi thì ăn nhiều dần dần nó cũng phải quên. Đang không ăn sáng này mà nhịn ăn sáng cái là biết liền, đúng không ạ? Thằng DT Vlog là làm YouTube là cái vấn đề về ẩm thực là chủ yếu. Trong hơn 100 video thì đại đa số là các video về ăn uống, thì thỉnh thoảng cũng có chèn một số video về văn hóa xã hội vào để cho các bạn, để cho mọi người xem nó đỡ nhàm chán. Cuộc sống mà, cuộc sống không phải là chỉ có một chủ đề mà nó rất là đa dạng chủ đề, nhiều lắm. Thì báo cáo với các bạn là như hôm nọ mình nói rồi đấy, YouTube không cần quan tâm đến YouTuber làm chủ đề gì, mà YouTube đề xuất video của họ dựa trên là gì? Khán giả xem, khán giả like. Như vậy là cái video nào mà khán giả yêu thích, like nhiều, xem nhiều thì video đó được đề xuất. Tức là YouTube sẽ quăng cái video của mình khắp thế giới. Tức là video của mình được đề xuất đấy. Sau đó là qua đó thì cái lượng người xem sẽ nhiều hơn. Còn làm video mà chúng ta tung lên, khán giả ít xem hoặc là khán giả không thích đấy, thì video đó không được đề xuất. Có nghĩa là video đó nằm yên. Nằm yên thì có vài người xem, vài người thân xem. Thế thì video dần dần như là cái video đó là dần dần như là không tiến triển được. Hoặc coi như là cái video đó là vứt đi. Đấy, thì nói với các bạn hiểu vậy. Vấn đề ở đây là gì? Cố gắng làm sao làm được cho những cái video mà được khán giả xem, được khán giả like nhiều hơn, thì video đó được đề xuất. Đấy, mình nói thêm để các bạn hiểu như vậy. Thì cái chủ đề ẩm thực của mình thì cũng là cái chủ đề chính đấy. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng xem một số cái về văn hóa xã hội vào. Một số cái tip giật cân độc lạ nào đó vào để mà cải thiện, để mà tránh cái sự nhàm chán của khán giả của các bạn. Xin mời nhé các bạn. Ngon lắm các bạn, vừa lấy là mình đã bắt tí chanh mà nó chua chua. Nhốt nhốt, ăn rất là ngon. Cũng sắp hết một tô rồi này các bạn. Ngon quá.
mình múc thêm. Tiếp theo chấm chẩm chéo các bạn. Đấy, ngon lắm. Chấm nước tương không ngon bằng chấm chẩm chéo đâu nhé các bạn. Xin mời. Lọ chẩm chéo mình mua cái lọ nhỏ nhỏ 100.000 đó các bạn. Làm miếng đậu phụ. Thì báo các bạn là trong quá trình chế biến thức ăn, trong quá trình sơ chế và trong quá trình bày biện đồ ăn, đề nghị là phải có cái sự an toàn về vệ sinh thực phẩm. Thì ở nhà ta cũng có thể làm được, cái gì cũng tươi sống cả, ngay chanh rồi các thứ chúng ta phải rửa, cái gì cũng tươi sống cả thì chủ yếu chúng ta phải rửa sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái hai nữa là ta được cũng được ăn nóng, đúng không ạ? Các bạn thấy không, cuộc sống mà có những lúc thì ăn uống nó ngon lắm, nhưng có những lúc Khang DT Vlog cũng ăn uống bình thường thôi, có lúc lọ lúc kia, chứ không không có lúc nào mà cũng ăn ngon cả. Thậm chí là có tiền rồi muốn ăn ngon nhưng mà đang bận rộn cũng chẳng làm được. Xin mời các bạn. Thì hôm nay Khang DT Vlog là làm một thước video clip nói về cái bữa ăn sáng đơn giản của mình, và cái món hôm nay là món là bánh canh đậu phụ và huyết heo. Rất mong các bạn quan tâm và ủng hộ cái kênh Khang DT Vlog bằng cách là chúng ta like, chia sẻ, và nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, giúp đỡ kênh của mình để lần sau mình sẽ có động lực để làm những cái thước video clip nó dài hơn, nó hay hơn để phục vụ đến khán giả, phục vụ các bạn và phục vụ mọi người. Cứ gọi là như vậy. Và trong cái tuần vừa rồi thì các bạn thấy là mình cũng mới đi du lịch về, rồi mình cũng làm việc, cho nên là đến bây giờ mình mới gặp gỡ lại được các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn.